Chào mừng quý phụ huynh, các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Quý phụ huynh học sinh và các em hãy bấm một nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận những thông báo về bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 4 chúng ta sẽ ôn tập và tự học ở nhà môn toán. Bài ôn tập của chúng ta hôm nay sẽ có 4 bài tập. Bài 1 giúp các con chúng ta ôn tập củng cố về chia số tự nhiên. Bài 2 củng cố về tính giá trị của biểu thức. Và bài 3 là thực hiện ôn tập củng cố về tìm thành phần chưa biết trong phép tính nhân, phép tính chia. Bài 4 là bài toán hình học, giải toán có lời văn. Các con chúng ta hãy ghi chép 4 bài tập vào trong sổ trắng, sau đó thì các con hãy suy nghĩ và tự làm bài nhé. Sau khi làm bài xong, các con hãy kiểm tra đáp án của mình bằng cách tiếp tục theo dõi phần hướng dẫn giải và đáp án của cô ở phần video tiếp theo. Sau đây là phần hướng dẫn làm bài. Bài tập số 1, đặt tính đổi tính. Bài tập 1, các con chúng ta thực hiện 2 bước. Bước 1 là đặt tính theo cột dọc và bước 2 là thực hiện tính kết quả. Chúng ta thực hiện cột tính đầu tiên, 9108 chia cho 36. Các con đặt tính theo cột dọc. Chúng ta thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải. Đây là chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số. Các con chúng ta lần lượt lấy 2 số để chia. Chúng ta sẽ lấy hai số là 91 chia cho 36. 91 chia cho 36, chúng ta sẽ nhẩm 9 chia cho 3 thì được khoảng là 3. Tuy nhiên chúng ta không lấy 3 mà lấy 2 nhé. 2, phải thương được 2. Nhân lên rồi trừ nhẩm tìm số dư. 2 nhân 6 bằng 12. Ở đây chúng ta thấy là có số 1 đấy thì không trừ được cho 12 nên chúng ta sẽ mượn để lấy một số lớn hơn số 12 để trừ cho 12. Vậy thì đã có số 1 rồi nên chúng ta sẽ lấy mượn 2 chục là 21 trừ đi 12. 21 trừ đi 12 bằng 9. Viết 9 thẳng số 1. Nhớ 2. 2 nhân 3 bằng 6 thêm 2 bằng 8. 9 trừ 8 bằng 1. Vậy là 91 chia 36 bằng 2 dư 19. Hạ không xuống được 190 chia 36. Chúng ta sẽ nhẩm ước lượng thương, lấy 19 chia cho 3 được khoảng 5. Chúng ta viết thương là 5. Nhân lên để trừ tìm số dư. 5 nhân 6 bằng 30. Chúng ta sẽ lấy 30 trừ 30 bằng 0, viết 0 nhớ 3. 5 x 3 bằng 15, thêm 3 bằng 18, 19 trừ 18 còn 1. Vậy là chúng ta chia lần thứ 2, 190 chia 36 bằng 5 dư 10. Hạ 8, chúng ta được 108. 108 chia cho 36, chúng ta nhẩm 10 chia cho 3, được 3. Nhân lên để trừ đi tìm số dư, 3 x 6 bằng 18. 18 trừ 18 bằng 0, viết 0 nhớ 1. 3 x 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0. Phép chia thứ nhất, chúng ta được 9108 chia 36 bằng 253. Đây là phép chia hết. Mời các con cùng cô thực hiện phép chia thứ hai. Phép chia 7772 chia 58, đặt tính theo cột dọc. Thực hiện chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số. Ta chia theo thứ tự từ trái sang phải. Bắt đầu, ta lấy số 77 chia cho 58. 77 chia cho 58 được 1, viết 1. 1 x 8 bằng 8, lấy 17 trừ đi 8 bằng 9, viết 9 nhớ 1. 1 x 5 bằng 5, thêm 1 bằng 6, 7 trừ đi 6 bằng 1. Lần chia thứ nhất, 77 chia 58 bằng 1 dư 19, hạ 7 được 197 chia 58. Chúng ta sẽ nhẩm lấy 19 chia cho 5 được 3. Chúng ta nhân nhẩm lên để chúng ta trừ để tìm số dư. 3 x 8 bằng 24, lấy 27 trừ 24 còn 3, viết 3 nhớ 2. 3 x 5 bằng 15, nhớ 2 bằng 17, 19 trừ 17 còn 2.
lần chia thứ hai chúng ta được 10, được 3 và dư 23. Hạ 2 được 232 chia 58. Ta nhẩm 23 chia 5 được 4. 4 x 8 bằng 32, 32 trừ 32 bằng 0. Viết 0 nhớ 3. 5 x 4 20, nhớ 3 là 23, 23 trừ 23 bằng 0. Phép chia thứ 2, 7772 chia 58 bằng 134. Dư 0, đây cũng là phép chia hết. Mời các con chúng ta thực hiện phép chia cuối cùng. 22.176 chia 84, đặt tính theo cột dọc. Chúng ta thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải. Lấy 22 chia cho 84. Lần chia thứ nhất, số bị chia nhỏ hơn số chia, chúng ta không thực hiện chia. Chúng ta lấy thêm một số nữa là 221 chia 84. Ta lấy 22 nhẩm chia cho 8 được 2. Vậy 221 chia cho 84 bằng 2. Ta nhân lên để ta tìm số dư, 2 x 4 bằng 8, 1 không trừ cho 8, lấy 11 trừ đi 8, được 3, viết 3 nhớ 1. 2 x 8 bằng 16, nhớ 1 bằng 17, 22 trừ 17 bằng 5, viết 5. Hạ 7, 537 chia cho 84, ta lấy 53 nhẩm chia cho 8, được 6. 6 x 4 bằng 24, 7 không trừ được 24, ta lấy 27 trừ 24 bằng 3, viết 3 nhớ 2. 6 x 8 48, nhớ 2 bằng 50, 53 trừ 50 còn 3. Lần chia thứ 2 chúng ta được 6 và dư 33. Hạ 6 xuống được 336 chia cho 84. Ta lấy 33 nhẩm chia cho 8 được khoảng 4. Viết 4. 4 x 4 bằng 16, 6 không trừ cho 16, lấy 16 trừ đi 16 bằng 0, viết 0 nhớ 1. 4 x 8 bằng 32, nhớ 1 33, 33 trừ 33 bằng 0. Như vậy phép chia 22.176 chia 84 bằng 264, dư 0. Đây cũng là phép chia hết. Các con chúng ta vừa hoàn thành bài tập số 1. Các con kiểm tra lại đáp án của mình nhé. Chúc mừng các con đã hoàn thành xong bài tập số 1 và thực hiện đúng các cái phép tính. Bạn nào chúng ta làm bài còn chưa đúng thì các con hãy xem lại và chúng ta tính toán lại, sửa lại cho đúng nhé. Mời các con chúng ta thực hiện bài tập số 2. Bài tập 2 tính bằng hai cách. Đây là bài toán tính giá trị của biểu thức và yêu cầu chúng ta thực hiện tính bằng hai cách. Vậy thì các con chúng ta hãy quan sát kỹ từng phần 1. Ở phần A, chúng ta có mở ngoặc 2730 cộng 4565 đóng ngoặc chia cho 5. Vậy bài toán này chúng ta thực hiện bằng hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ thực hiện tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc, thì chúng ta thực hiện làm trong ngoặc trước và ở ngoài ngoặc sau. Cách thứ hai là các con thực hiện đưa về dạng là một tổng chia cho một số. Vậy thì chúng ta sẽ lấy số hạng thứ nhất chia cho 5 cộng với số hạng thứ hai chia cho 5. Có nghĩa là lấy 2730 chia cho 5 rồi cộng với 4565 chia cho 5. Đó là hai cách chúng ta thực hiện phần A. Và sau đây thì các con chúng ta cùng cô sẽ thực hiện trình bày cách thứ nhất. Cách thứ nhất, chúng ta thực hiện tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc. Ta làm trong ngoặc trước, ta thực hiện phép cộng 2730 cộng 4565 được kết quả là 7295. Sau đó chúng ta thực hiện chia cho 5. Thực hiện phép chia ra nhé, các con tính kết quả cuối cùng được 1459. Ta đã thực hiện xong cách 1. Mời các con thực hiện cách 2. Cách 2. Từ biểu thức có dấu ngoặc, chúng ta sẽ đưa về dạng một tổng chia cho một số. Lấy số hạng thứ nhất 2730 chia cho 5 và cộng với số hạng thứ hai là 4565 chia cho 5.
Lúc này ta đưa về dạng biểu thức có phép tính chia, phép tính cộng. Phép tính chia, chúng ta thực hiện các phép tính chia trước và phép tính cộng sau. Thực hiện chia 2730 chia cho 5 sẽ bằng 546. Rồi cộng với kết quả của phép chia 4565 chia cho 5 bằng 913. Kết quả cuối cùng chúng ta có được là bằng 1459. Như vậy thì cả hai cách thực hiện, cách 1 và cách 2, chúng ta đều được kết quả là 1459. Tiếp theo, các con cùng cô thực hiện ý B. Ý B là mở ngoặc 9750 trừ 2853 đóng ngoặc chia 3. Cách thứ nhất, chúng ta thực hiện biểu thức có dấu ngoặc, tính trong ngoặc trước và ngoài ngoặc sau, thực hiện phép trừ trong ngoặc trước rồi thực hiện chia cho 3. Cách 2, chúng ta sẽ đưa biểu thức này trở về biểu thức là một hiệu chia cho một số. Ta sẽ lấy số bị trừ chia cho 3 rồi trừ đi số trừ chia cho 3. Các con cùng cô thực hiện cách 1. Cách 1, chúng ta sẽ thực hiện là tính giá trị biểu thức có chứa dấu ngoặc, thực hiện trong ngoặc trước và ngoài ngoặc sau. Thực hiện phép trừ 9750 trừ đi 2853. Được kết quả là 6897. Rồi thực hiện chia cho 3. Thực hiện phép chia 6897 chia cho 3. Được kết quả cuối cùng là 2299. Đây là cách 1. Tiếp theo, mời các con thực hiện cách 2. Cách 2, chúng ta sẽ thực hiện đưa biểu thức có chứa dấu ngoặc trở về dạng là một hiệu chia cho một số, lấy số bị trừ chia cho 3, trừ đi số trừ chia cho 3. Số bị trừ là 9750 chia cho 3. Chúng ta sẽ trình bày 9750 chia cho 3, trừ đi số trừ là 2853 chia cho 3. Lúc này ta đã đưa về dạng một hiệu chia cho một số và biểu thức có chứa phép chia, phép trừ, phép chia. Biểu thức có chứa phép trừ chia, ta thực hiện các phép tính chia trước, phép tính trừ sau. Vậy ta sẽ thực hiện 9750 chia 3. Được kết quả là bao nhiêu? Chúng ta thực hiện trừ cho kết quả của phép chia 2853 chia cho 3. Phép chia đầu tiên chúng ta được kết quả là 3250. Trừ đi kết quả của phép chia 2853 chia cho 3 là 951. Thực hiện phép trừ 3250 trừ đi 951 sẽ bằng 2299. Ta đã hoàn thành xong hai cách tính của ý B. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 2 tính bằng hai cách. Các con chúng ta hãy kiểm tra lại kết quả của mình và chúc mừng các con đã hoàn thành đúng bài tập. Những bạn nào chúng ta thực hiện chưa đúng thì các con hãy xem lại và sửa lại cho đúng nhé. Mời các con tiếp tục cùng cô thực hiện bài tập số 3. Bài 3 tìm y. Bài 3 có hai ý A và B. Mời các con cùng cô thực hiện ý A. 6 nhân y bằng 30612. 6 ở đây là thừa số đã biết, y là thừa số chưa biết. 30612 là tích. Vậy muốn tìm thừa số chưa biết, chúng ta sẽ thực hiện lấy tích chia cho thừa số đã biết. Vậy y sẽ bằng là 30612 chia 6. Chúng ta sẽ trình bày y bằng tích là 30612 chia cho thừa số đã biết là chia cho 6. Thực hiện phép chia ra ngoài nháp để được kết quả. Chúng ta sẽ ghi kết quả y bằng 5102. Ta đã thực hiện xong bài tập
A, mời các con tiếp tục cùng cô thực hiện ý B. Hai mươi bốn nghìn hai trăm bảy mươi sáu chia cho y bằng 68. Chúng ta có số bị chia 24.276, có số chia là y, y là số chia chưa biết và có thương là 68. Vậy muốn tìm số chia chưa biết, chúng ta lấy số bị chia, chia cho thương. Vậy y sẽ bằng 24.276 chia cho 68. Các con đặt tính ra nháp để tìm kết quả. Y sẽ bằng 357. Ta vừa thực hiện xong bài tập số 3. Bài tập số 3 là chúng ta ôn tập củng cố về tìm thành phần chưa biết trong phép tính nhân và phép tính chia. Các con kiểm tra lại kết quả của mình. Mời các con cùng cô tiếp tục thực hiện bài tập số 4. Bài 4. Một hình chữ nhật có diện tích là 1.350 cm². Tính chu vi hình chữ nhật, biết chiều rộng bằng 30 cm. Đây là một bài toán hình học. Các con đọc kỹ bài toán xem bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì. Bài toán cho biết một hình chữ nhật có diện tích là 1.350 cm². Vậy là ta đã biết diện tích của hình chữ nhật. Bài toán cho biết thêm là chiều rộng bằng 30 cm. Bài toán hỏi, bài toán yêu cầu tính chu vi của hình chữ nhật. Vậy thì ở đây chúng ta đã có chi tiết biết diện tích của hình chữ nhật này, biết chiều rộng của hình chữ nhật, yêu cầu tính chu vi hình chữ nhật. Chúng ta hãy tóm tắt bài toán này. Tóm tắt phần đã biết là diện tích 2.1350 cm². Phần đã biết tiếp theo là chiều rộng bằng 30 cm. Và bài toán yêu cầu chúng ta là tính chu vi của cái hình chữ nhật đó. Vậy thì dựa vào những dữ liệu bài toán cho biết và dựa vào yêu cầu của bài toán thì chúng ta sẽ phân tích để giải bài toán. Thứ nhất là yêu cầu tính chu vi của hình chữ nhật. Thì chu vi hình chữ nhật có công thức là bằng chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Tuy nhiên, trong bài chúng ta mới biết được chiều rộng của hình chữ nhật, chưa biết chiều dài hình chữ nhật. Cho nên, để tính được chu vi thì trước tiên chúng ta phải đi tìm chiều dài. Chiều dài của hình chữ nhật sẽ bằng diện tích chia cho chiều rộng. Vì diện tích hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Cho nên, chiều dài của hình chữ nhật sẽ bằng diện tích chia cho chiều rộng. Cái phần này các con chúng ta cần lưu ý là chúng ta nhớ cái công thức. Từ công thức tính diện tích chúng ta sẽ rút ra được công thức tính chiều dài, rút ra được công thức tính chiều rộng của hình chữ nhật. Thế thì với bài toán này chúng ta sẽ thực hiện hai phép tính, hai lời giải. Lời giải thứ nhất là tìm chiều dài của hình chữ nhật bằng diện tích chia cho chiều rộng. Chúng ta đã biết diện tích 1.350 chia chiều rộng là 30. Ta tìm được chiều dài rồi, chúng ta sẽ tính chu vi theo công thức tính chu vi hình chữ nhật là bằng chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Thế là ta đã xác định được bài toán giải bằng hai phép tính, hai lời giải. Các con chúng ta hãy trình bày bài giải của mình. Sau đây mời các con tham khảo bài giải của cô. Lời giải thứ nhất là chiều dài hình chữ nhật là lấy 1.350 chia 30, chúng ta sẽ được 45 cm. Tìm được chiều dài rồi, biết chiều rộng rồi, tìm chu vi hình chữ nhật. Ta lấy chiều dài là 45 cộng với chiều rộng là 30, đóng mở ngoặc lại rồi nhân với 2. Kết quả cuối cùng chúng ta bằng 150 cm. Đáp số 150 cm. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 4. Các con chúng ta kiểm tra lại cái kết quả làm bài của mình.
Và chúc mừng các con đã hoàn thành đúng bài tập. Bạn nào chúng ta làm bài chưa đúng thì các con hãy xem và sửa lại nhé. Vừa rồi thì cô vừa hướng dẫn cho các con học sinh lớp 4 chúng ta ôn tập và tự học ở nhà môn toán. Các con chúng ta đã hoàn thành 4 bài tập. Mong rằng qua việc ôn tập 4 bài tập này thì các con chúng ta sẽ củng cố lại được kiến thức và chúng ta sẽ tiếp tục học tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian học tập sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con.